Đây công viên Phú Nhuận ha. Đây bắt đầu từ đoạn này Phan Đăng Lưu thuộc phường 5 ha, là nơi chuyên kinh doanh mua bán xe gắn máy cũ và mới. Và bên trái chúng ta đây là cái khu cư xá Chu Mạnh Trinh. Đây ha, ngân hàng Vietinbank đó, hồi xưa là ngân hàng Đông Dương thời Pháp các bạn. Đây có căn nhà nè. Trên đoạn đường này còn giữ lại những căn nhà rất là đẹp năm xưa, chung cư Nguyễn Kiệm. Thì công viên Gia Định này có tổng diện tích là gần 58.000 mét vuông các bạn. Đây những tòa nhà chung cư cao cấp Golden Mansion. Đây tiếp tục là một cái chung cư cao cấp. Đây tòa nhà Waxico. Rất nhiều các quán ăn mang hương vị miền Bắc nằm trên con đường Trường Sơn. Hướng bên đó là ga quốc tế nè, còn hướng bên này là ga quốc nội nè, cổng này là cổng ra của ga quốc nội đó. Rồi hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại địa phận của quận Bình Thạnh. Đây là ngã ba Chi Lăng năm xưa ha. Đây là đường Phan Đăng Lưu các bạn. Đây là đường Nơ Trăng Long ha, khi xưa là đường Nguyễn Văn Học. Trong cái video khám phá các phường 11, 12, 13 bên phía tỉnh thành Gia Định năm xưa ha, cái khu đất đó là thủ phủ của tỉnh thành Gia Định năm xưa. Phía bên đó là đi về hướng chợ Bà Chiểu ha các bạn. Rồi sáng nay chúng ta sẽ đi tiếp con đường Phan Đăng Lưu. Khi xưa nó là đường Chi Lăng. Để đi về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ha các bạn. Từ đây về sân bay khoảng chừng 4 cây mấy 5 cây nữa. Bên trái là đường trường trung học Hà Quy Tập. Đây là bên phải chúng ta là bệnh viện ha, mình giới thiệu các bạn rồi. Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bên trái là quẹo vô đường Vạn Kiếp. Đây là con đường ăn vặt nổi tiếng tại quận Bình Thạnh. Nó kết nối ra đường Nơ Trăng Long. Sau này mình đi quay ban đêm thì mới nhộn nhịp cái con đường đó. Đây bên phải chúng ta là đường Hoàng Hoa Thám không? Đường Hoàng Hoa Thám thì có thể kết nối ra ngay chỗ cầu Bằng Kỳ đó. Đây đường Phan Đăng Lưu, đoạn này là trực thuộc phường 3 bên tay trái, phường 3 bên phải như phường 7 thì phải. Phường 6 của quận Bình Thạnh. Một cái ASEAN Plaza quá trời lớn. Đây có căn nhà khá là bề thế à. Năm xưa vậy là giàu rồi đó. Bên phải là phòng cảnh sát chữa cháy của quận Bình Thạnh. Đây bên trái là công viên Phú Nhuận nha các bạn. Đây là một phần nhánh của quận Phú Nhuận, bên phải là quận Bình Thạnh. Đây công viên Phú Nhuận ha. Hệ thống cây xanh cũng khá là dày đặc. Đường Phan Đăng Lưu cái đoạn này là ranh giới giữa hai quận, bên phải là Bình Thạnh, bên trái là quận Phú Nhuận. Một cái tòa nhà cao ốc quá trời lớn luôn. Phường 7 Phú Nhuận bên tay trái.
còn phường 6 của quận Bình Thạnh bên tay phải. Đây là đường Lam Sơn, ngân hàng, mấy cái ngân hàng trên đường này luôn. Đây chúng ta bắt đầu chuẩn bị đến cái khu vực gọi là buôn bán xe gắn máy cũ và mới. Đây đường Phan Đăng Lưu cắt nhau đường Nguyễn Văn Đậu. Đây bên trái chúng ta là trường tiểu học Đông Ba. Đây bắt đầu từ đoạn này Phan Đăng Lưu thuộc phường 5 là nơi chuyên kinh doanh mua bán xe gắn máy cũ và mới. Đây con đường này thay thế cho con đường Gia Long, bây giờ là đường Lý Tự Trọng đó các bạn, ở quận Nhất á. Tập trung mua bán xe gắn máy rất là nhiều. Thì mới đây cái thông tư 24 của Bộ Công an ra làm cho cái việc mua bán xe rất là khó khăn nha các bạn. Về cái gọi là biển số định danh. Mua bán xe là phải có người bán. Và người mua cùng đi lên cái cơ quan công chứng, công quyền, bên phòng cảnh sát giao thông, các quận huyện để làm thủ tục giấy tờ. Nó kéo theo rất là nhiều người phải mất thời gian cái chuyện đó. Khi xưa mua bán xe thì cái biển số xe nó sẽ đi theo cái xe, còn bây giờ mua bán xe là chỉ bán cái xe không có cái biển số. Biển số xe là cái người bán xe phải thu hồi lại, tiếp tục làm một cái công đoạn đó gọi là thu hồi biển số xe lại. Nó rất là nhọc nhằn. Chuẩn bị đến ngã tư Phú Nhuận, và bên trái chúng ta đây là cái khu cư xá Chu Mạnh Chinh, hay còn gọi là khu cư xá Ngân hàng Đông Dương ngày xưa các bạn. Đây ha, bên trái chúng ta đối diện đó là cái hẻm 215, hay khi xưa nó là cái đường Chu Mạnh Chinh, cái khu cư xá ngân hàng, do ngay cái khúc ngã tư Phú Nhuận này có cái ngân hàng các bạn, ngân hàng của Pháp, ngân hàng Đông Dương. Và nơi đây là tập trung rất nhiều các văn nghệ sĩ từ thời thập niên 50, 60 sinh sống. Có nhạc sĩ Phạm Duy, diễn viên nổi tiếng Thẩm Thúy Hằng, và thế hệ sau này đó là cái nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ cải lương các bạn. Còn hồi xưa cũng hay gọi cái hẻm 215 đó là 215 Chi Lăng, bởi vì con đường Phan Đăng Lưu này khi xưa nó là đường Chi Lăng. Đây ha, ngân hàng Vietinbank đó hồi xưa là ngân hàng Đông Dương thời Pháp các bạn. À, bên phải chúng ta đây là đi về, chúng ta quẹo phải đi, đi vô đường Nguyễn Kiệm ha, để đi ra hướng ngã năm Nguyễn Thái Sơn đó. Đây là đường một chiều ha các bạn.
đây có căn nhà nè, đá rửa. Phải là chùa Kỳ Viên ha, trong đó cũng có ngôi chùa, chùa chiền nhiều quá. Đây là nhà đá rửa. Đây là mặt trận Tổ quốc, có cây đa cây bồ đề quá trời lớn ha. Đây là những căn nhà rất là bề thế năm xưa ha, các bạn. Trên đoạn đường này còn giữ lại những căn nhà rất là đẹp năm xưa, thời thập niên 50-60. Đây bên này có 1 căn nữa nè, 533. Đây 2-3 căn liền kề luôn, đây nữa 1 căn nữa nè. Còn là những căn nhà rất là bề thế nha các bạn. Đây nữa nè. Ôi, một căn nè. Đây là con đường Xuyên Tâm Liên, từ ngay chỗ ga Sài Gòn về đến đường Phạm Văn Đồng mình quay các bạn xem rồi á. Đó là được xem là con đường gọi là mỏng nhất Sài Gòn. Con đường Xuyên Tâm Liên đi qua các quận, từ quận 3 ra Sài Gòn, chạy về quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, 4 quận. Con đường đó rất nhỏ và ít ai biết đường đó. Tại nó đi luồn lách, đi sát với lại cái đường rầy xe lửa các bạn. Này mới sau này thôi, kiếm những căn nhà cũ khi xưa còn giữ lại nè đó. Và đặc biệt cái chỗ quận Phú Nhuận, đây là thuộc phường 4 đó, các bạn, có cái con đường có tên là đường Nguyễn Đình Chiểu luôn nha. Bên Phú Nhuận này có con đường Nguyễn Đình Chiểu. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa đường Nguyễn Đình Chiểu Phú Nhuận này với lại đường Nguyễn Đình Chiểu bên quận nhất và quận 3. Bên trái là Cốp Mắt. Đây là đường Đặng Văn Sâm, con đường xuyên qua cái công viên Gia Định, chung cư Nguyễn Kiệm. Trời bắt đầu muốn mưa rồi, tranh thủ thôi, chuẩn bị vô đến sân bay rồi. Đây chúng ta chuẩn bị đến ngã năm Nguyễn Thái Sơn ha. Nếu chúng ta đi qua bên ngã năm Chuồng Chó, đi qua đường Quang Trung, Gò Vấp, Nguyễn Oanh thì chúng ta đi lên cầu ha. Đây là cầu vượt Nguyễn Thái Sơn ha các bạn. Hướng này là chúng ta sẽ đi qua ngã năm Chuồng Chó và đường Nguyễn Oanh, đường Quang Trung. Còn chúng ta đi dưới dạ cầu để đi lại cái vòng xoay ngã năm Nguyễn Thái Sơn. Đây chúng ta đi hướng vào trong sân bay. Đây cầu vượt bằng thép ngã năm Nguyễn Thái Sơn. Khu vực này mình quay khá nhiều video rồi ha, giới thiệu khu vực này rất là nhiều. Đây là đường đại lộ Phạm Văn Đồng ha, hướng về cầu Bình Lợi,
đi về quận Thủ Đức. Đó, video trước mình đứng ngay đó để đi vô đường Nguyễn Thái Sơn, đó là đi về chợ Gò Vấp. Chúng ta quẹo trái luôn đi. Đây, chúng ta đi thẳng là đường này là đường Bạch Đằng ha các bạn. Đi thẳng vào trong sân bay đó, đường này mình đã đi rồi, đi quay rồi ha. Hôm nay chúng ta sẽ đi đường mới, đường Hoàng Minh Giám. Và đây các bạn, trước mặt chúng ta đây là đường Hồng Hà ha. Đến đây quay cho các bạn xem ngay là con đường được giải tỏa và lấn cái khu đất 2 hecta của cái công viên Gia Định để kết nối giữa đường Hồng Hà ra cái vòng xoay ngã năm Nguyễn Thái Sơn ha. Đây trước mặt chúng ta đây là nguyên khu công viên Gia Định. Đường Hồng Hà đó là đường một chiều từ trong sân bay đi ra ngã năm Nguyễn Thái Sơn ha các bạn. Còn đường Bạch Đằng là chạy vào nhà hát nghệ thuật Phương Nam, đây là rạp xiếc ha. Đây công viên bằng công viên Gia Định. Thì khi xưa cái công viên Gia Định này năm 1950 đó là dự án làm cái sân golf các bạn. Rồi để bỏ trống cho mãi đến sau giải phóng năm 1978 thì thành phố quy hoạch làm thành cái công viên và đặt tên là công viên Gia Định. Nó trực thuộc quận Gò Vấp các bạn. Bên này là quận Phú Nhuận, nơi tiếp giáp giữa ba quận là quận Tân Bình, quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp. Đường này tên là đường Hoàng Minh Giám. Đường Hoàng Minh Giám chúng ta sẽ đi vào sân bay ha, bằng một con đường khác đó là đường này. Thay vì đi thẳng là đường Bạch Đằng là chúng ta đi vô sân bay rất là gần rồi ha. Nay mình đi quay cái con đường Hoàng Minh Giám này. Tiếp tục có một con đường để đi vào trong sân bay. Đây công viên Gia Định. Thì công viên Gia Định này có tổng diện tích là gần 58.000 mét vuông các bạn. Bên trái là trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận ha. Phía bên đó là trực thuộc quận Phú Nhuận. Bên này bắt đầu trực thuộc quận Tân Bình. Hên quá, tạnh mưa rồi. Tiếp tục để đi cho hết đường luôn. Đây ha, chúng ta đi đường Hồng Hà này để đi vào trong sân bay dẫn được chúng ta đi tiếp con đường Hoàng Minh Giám này. Vào đến đoạn này là đường gọi là đường Phổ Quang. Ở đây trực thuộc phường 9, quận Phú Nhuận. Đây những tòa nhà chung cư cao cấp Golden Mansion số 119 Phổ Quang. Một cái showroom Ford
buôn bán kinh doanh xe hơi Ford. Đây tiếp tục là một cái chung cư cao cấp nằm trên đường Phổ Quang. Của tập đoàn Novaland. Đầu Botanica. Khu đất xưa này hồi xưa cũng là đất quốc phòng, đất quân đội ha các bạn. Đây vẫn còn nhiều khu doanh trại quân đội rất là nhiều. Bên này là công ty điện lực. Đây trước mặt chúng ta cũng còn doanh trại quân đội. Ngày xưa những con đường này rất là nhỏ hẹp. Toàn là cây cối, đất rừng là chính. Khu doanh trại quân đội mà. Đã đến khúc này là chúng ta qua địa phận của quận Tân Bình thuộc phường 2. Đây có tòa nhà khách sạn Tân Sơn Nhất các bạn. Nằm trên đường Phổ Quang. Đường Phổ Quang chạy qua hai quận, từ Phú Nhuận đi qua bên Tân Bình, đây là phường 2 Tân Bình. Hên quá nắng lên rồi. Đó, có nắng lên để chúng ta quay trọn vẹn con đường từ ngã ba Chi Lăng, khu chợ Bà Chiểu ha. Quận Bình Thạnh đi qua quận Tân Bình đi vào trong sân bay đây. Đây là những tòa nhà chung cư. Đây tòa nhà Wasico. Đây, khu biệt thự Him Lam dành cho giới nhà giàu, khu vực gần sân bay, trong đó người Bắc sinh sống rất là nhiều. Bên trái có cái nhà hàng Hoa Viên. Đây chúng ta sẽ quẹo phải đi thẳng ra công viên Hoàng Văn Thụ các bạn. Chúng ta quẹo phải để đi vào đường Trường Sơn, đi vào sân bay Tân Sơn Nhất đây. Đi vào sân bay Tân Sơn Nhất bằng cái con đường Phổ Quang ha. Đường Hoàng Mèo, cái con đường thứ ba sau hai con đường chính đó, đường Bạch Đằng, Hồng Hà với lại đường chính này là đường Trường Sơn đây ha các bạn. Đây chúng ta đi vào đường Trường Sơn để đi vào sân bay Tân Sơn Nhất. Huỳnh Lan Khanh quẹo ra cái đường hồi nãy là đường Phổ Quang. Xe quân đội rất là nhiều à, kiểm soát quân sự. Hôm nay chắc có cóm bên quân sự đi bằng đường hàng không à, chuẩn bị đi ra sân bay à. Bánh cuốn hương vị ha, hương vị Bắc
ở Hà Nội. Dạ, cá Đế Vương. Rất nhiều các quán ăn mang hương vị miền Bắc nằm trên con đường Trường Sơn, bởi vì khu vực này người Bắc sinh sống rất là đông. Trước mặt chúng ta là đường dẫn đi vào trong sân bay Tân Sơn Nhất, cái cầu vượt đó dành cho xe hơi đi vào ga quốc tế và ga quốc nội. Chúng ta đi xe gắn máy, chúng ta đi ở dưới. Đây, đi thẳng là chúng ta sẽ đi vô kết nối vô đường Hồng Hà để đi ra ngã năm Nguyễn Thái Sơn lại các bạn. Đường Bạch Đằng với đường Hồng Hà mình quay cho các bạn xem rồi, từ hướng ngã năm Nguyễn Thái Sơn đi vô trong sân bay. Còn đây mình đi đường Phổ Quang để đi vào trong sân bay Tân Sơn Nhất. Đấy, cầu vượt bằng thép để đi xe hơi vào hướng ga quốc tế bên kia ha các bạn. Hướng bên đó là ga quốc tế nè, còn hướng bên này là ga quốc nội nè. Cổng này là cổng ra của ga quốc nội ha. Rồi, sáng nay cũng đi quay từ chợ Bà Chiểu, từ quận Bình Thạnh đi vào trong sân bay Tân Sơn Nhất bằng cái con đường mới, bằng đường Hoàng Minh Giám với lại đường Phổ Quang ha các bạn. Rồi, các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.